Chỉ còn chưa đến 20 ngày nữa là người dân Việt Nam đón Tết Canh Tý. Tại thời điểm này, các gian hàng bánh kẹo, mứt tại các chợ đầu mối Bình Tây ở thành phố Hồ Chí Minh, chợ Cồn ở Đà Nẵng, trưng bày đủ loại bánh, mứt đầy màu sắc. Nhiều tiểu thương cho rằng sức mua năm nay yếu do người tiêu dùng chọn siêu thị để mua sắm hơn là đi chợ Tết. Tôi thấy năm nay bán chậm rất nhiều mà khách vắng. Con giờ thấy giờ toàn bán đâu có khách, hôm nay toàn vô mua siêu thị không. Tại vì siêu thị rồi mở nhiều, với lại người ta bán online nhiều. Việt Nam giờ bán cũng được. Bây giờ đồ Trung Quốc đâu ai mua đâu. Ta đi lấy hàng về bán, người ta cũng hạn chế cái độ, người ta hỏi đồ Trung Quốc người ta sợ không dám lấy. Bất cứ ai, ví dụ mình lấy vô cũng vậy, người ta nghe đồ Trung Quốc người ta đâu có mua. Hôm nay không có hàng Trung Quốc, hàng Việt Nam bán còn không trôi nên hàng Trung Quốc trôi đi đâu. Theo như cái tư tưởng người dùng thì bây giờ là hàng Trung Quốc người ta không chấp nhận nữa. Chỉ đơn giản vậy thôi, là tức là bán không được. Người ta thích thì mình bán, người ta không thích lấy đâu bán. Không bán Trung Quốc, chỉ bán hàng Việt Nam mà. Người ta không thích hàng Trung Quốc đâu, giờ người ta sợ hàng Trung Quốc lắm. Người ta cũng có ấn tượng về Trung Quốc nhiều lắm. Cho nên là cái gì mà về Trung Quốc là người ta sợ. Mình nghe là mình sợ đồ Trung Quốc nên mình không bán. Tụi cô bán, tụi cô cũng sợ lắm. Nói chung bữa nay là bán cái chi ngon. Dân bây giờ họ cũng ăn ít mà ngon, chất lượng. Cho nên là tụi cô cũng chú ý tới cái chất lượng bữa hàng ăn là ngon. Chứ còn không có bán toàn dân đã. Không có bán tầm bại tầm bạ. Nếu như đó là cô sợ mất uy tín, ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Quản lý thị trường như mấy ngày nay đi kiểm tra liên tục nè. Ấy là kiểm tra về nhãn mát xuất xứ hàng hóa này rồi giá cả để tụi cô có đảm bảo đây, như nhãn mát rồi tụi cô phải để hết nè. Giá cả này đó con mấy. Việc bánh kẹo Trung Quốc có mặt tại thị trường Việt Nam không phải là chuyện mới đây. Tuy nhiên trong những dịp lễ Tết, lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý khi nguồn hàng về quá nhiều tại các cửa khẩu của hải quan, nhiều thương lái đã tuồn hàng không có xuất xứ nguồn gốc và không được kiểm duyệt vào thị trường Việt Nam. Do đi đường xách tay, không qua kiểm duyệt. Do đó, giá cả của những lô hàng này thường rất rẻ, khiến mặt bằng chung về giá cả thị trường Tết bị chao đảo. Dù mình gói sẵn một gói quà vậy á, là nó có đồ, ví dụ như hàng xịn thì ăn được, còn hàng dở mình để chưng ông bà thôi. Mình chưng xong mình lấy xuống mà ăn được, còn cái thì mình chưng xong rồi mình đem bỏ luôn. Có nhiều người người ta thấy hàng mắc á, người ta mua mình cũng đâu biết đó, đó là phải là chất lượng hay không chất lượng đâu. Nếu mà mua một cái giỏ sách thì như cái đó là nó nói mấy trăm ngàn hay vậy, thành là trăm mấy ngàn, nó đây hàng xịn, đây hàng dởm, mình mở ra đâu biết hàng xịn hàng dởm như thế nào đâu. Mình mua làm nhưng người ta bán đâu có làm đâu. Mình chọn siêu thị mà mình tin tưởng nha, mình tin tưởng hơn là tin tưởng ngoài chợ, cho nên là siêu thị phải đảm bảo cho mình là hàng thì chất lượng. Theo siêu thị đúng không thì người ta sẽ có hàng hóa với người đảm bảo cho mình là về cái nơi sản xuất đó. Đúng không, ở ngoài ở chợ thì mình hỏi người ta thì trả lời cho mình rồi là chỉ có ở đây nhưng mình không có tin tưởng. Ở đây thì mình kiểm tra được, mình lên như nó có mấy cái mã thì kia mình kiểm tra được. Mặc dù các tiểu thương tại Đà Nẵng và Sài Gòn đều rất đề phòng hàng Trung Quốc có xuất xứ không rõ ràng, vì họ cho rằng người tiêu dùng ngày nay rất khắt khe, nếu hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, họ sẽ không mua. Tuy nhiên, vẫn có người không quan ngại về xuất xứ hàng hóa nên vẫn cứ nhập hàng Trung Quốc vì nhu cầu mua sắm của khách hàng ở các miền quê xa vẫn cao, do hàng Trung Quốc rẻ và mẫu mã đa dạng. Chị không biết nữa, nói chung là thấy hàng họ chuộng, họ ăn thì cái gì bán 99% là hàng Trung Quốc rồi kìa. Nhưng mà cái hàng Trung Quốc mà chất lượng ăn ngon nó cũng tại vì cũng có người tiêu thụ thì người ta mới bán. Trời đâu phải ai cũng rành đâu. Giống như mình trong nghề hoặc là nhiều người, người ấy thì người ta biết, còn nhiều người cứ nói để này không phải Trung Quốc đâu, Đài Loan, Hàn Quốc đó. Thì con nghĩ đi, cái chữ Trung Quốc chứ chữ mấy chữ kia người ta đâu phải ai cũng biết đâu. Thì là người ta mua, với lại ăn vô thử người ta thấy ngon. Thông tin từ truyền thông trong nước loan đi vào ngày 29 tháng 12 cho biết, lực lượng quản lý thị trường số 15 thuộc Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện và thu giữ hơn 1 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc. Trong đó có 440 kg là thịt ngỗng sông khói cấp đông và hơn 600 kg bánh kẹo ghi nhãn Trung Quốc. Chủ lô hàng khai với quản lý thị trường là họ gom hàng từ các tỉnh biên giới về và phân phối ra các cơ sở kinh doanh, hàng ăn. Trong trả lời trên tờ Hải quan Online, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Thủy có cho rằng các sản phẩm nhập lậu không ghi xuất xứ hàng hóa như quản lý thị trường vừa bắt có thể chứa dư lượng chất bảo quản, dư lượng màu gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng là rất cao. Do đó,
người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác những sản phẩm không nhãn mác dưới hình thức xách tay này. Cả cửa khẩu họ về tận nọ tận kia, ví dụ như họ đương nhiên là họ có ăn có lót có này có kia, cho nên gì là mày hàng vô dễ dàng cho con, mà nếu nói kỷ luật thì làm sao mà có cái chuyện này được.